Cứu chồng vợ ơi, chồng đau lắm, chồng chịu không nổi đâu. Anh chết luôn đi càng tốt, đồ vô dụng. Vợ. Vợ ơi. Là cái điện thoại của mày, nơi lưu trữ những cái video. Sao cùng mới tới lượt mày? Mày, con khốn nạn! Mày nói ai là con khốn nạn? Tao nói cho mày biết, mày dám đối đầu với Hải Dân này thì sống không bằng chết. Tao đã cảnh cáo mày rất nhiều lần rồi. Lần này tao sẽ cho mày biết, đối đầu với tao thì sẽ trả giá như thế nào. Cũng xinh đẹp lắm. Tụi bay, thiếp nó cho tao. Mày, Hải Dân, mày đứng lại, Hải Dân. Chị mày,